Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay được phát sóng trên đài truyền hình Lido Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, chương trình được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Mayoko, địa chỉ là 15975 đường Harbour, thành phố Fountain Valley, California 92708, và số phone của trung tâm là 714-546-6575. Và Thanh Nhã kính chào bác sĩ Hiệp Trương. Dạ, chào chị Thanh Nhã cũng như quý vị khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Hôm nay ở trong đài tôi thấy nhộn nhịp, bắt đầu thấy không khí Tết rồi không chị? Dạ, thấy hoa trong... bắt đầu trên bàn rồi các bắt đầu các chương trình để thâu cho Tết, tôi thấy cũng rộn rịp lắm là chị ha. Bên ngoài kia thì chúng ta thấy, nếu quý vị nào may mắn ở ngay khu trung tâm Lido Sài Gòn thì quý vị cũng đã thấy là ngay cái đường Bô Sa gần bên Phước Lộc Thọ, chợ hoa rất là rạo rực, hoa đào, hoa mai, bánh tét, bánh chưng, rồi những món ăn dân dã của Việt Nam, mình cũng thấy một phần nào đó ấm cúng cái không khí Tết của quê nhà bác đúng sĩ rồi. Ha. Tôi thấy cũng mình cảm thấy là nghĩa là mỗi lần mà gần đến Tết là chị, mình cũng đỡ nhớ với quê hương Việt Nam, tại vì đi lâu rồi. Và mỗi lần về Việt Nam thì xa xôi quá. Thì ở đây có chợ Tết cũng vui thật. Và nói đến Tết thì đương nhiên là chúng ta ai cũng mong muốn được có rất là nhiều sức khỏe. Lúc nào cũng bình an, hạnh phúc. Nhưng mà đối với cuộc sống này thì đương nhiên là có đôi lúc có những thứ nó không được trọn vẹn. Thì mình có thể là làm sao để mình cho cái cuộc sống này bớt stress. Có những cái cách sống lành mạnh để mình bớt lại những cái vấn đề lo toan trong cuộc sống. Và đặc biệt là quý vị phụ nữ. Quý vị cũng đã biết, người ta nói là phụ nữ thì có những cái vai trò rất là thiêng liêng, ví dụ như làm mẹ. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng đã là phụ nữ thì có những cái điều rất là khổ sở. Và đặc biệt khi mà nói đến cái vấn đề về những căn bệnh phụ khoa thì có một số quý vị lại rất là e ngại, cũng như là sợ đi khám bệnh định kỳ lắm, cho nên là có những căn bệnh nguy hiểm, ví dụ như là viêm cổ tử cung, hoặc là u nang buồng trứng, hay là rối loạn kinh nguyệt. Cho nên là những vấn đề đó có thể nó không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh sản của phụ nữ. Hoặc là nguy hiểm hơn thì nó sẽ làm cho chúng ta dẫn đến vấn đề vô sinh. Thì ngày hôm nay Thanh Nhã kính mời bác sĩ hãy cho quý vị khán thính giả hiểu biết hơn làm thế nào để mình có thể là có một cuộc sống khỏe, mình có thể dùng dược thảo hay là mình làm sao. Bởi vì Thanh Nhã nghĩ rằng trong cuộc đời của một người phụ nữ, theo thống kê cho thấy thì ít nhất một lần chúng ta phải trải qua những cái căn bệnh này, có đúng như vậy không bác sĩ? Thưa quý vị khán thính giả, tôi ngồi tôi nghe chị Thanh Nhã nói thì tôi cũng cảm nhận được cái sự khổ của đàn bà. Nhưng mà không biết đàn bà có hiểu cái sự khổ của đàn ông không chị? Thôi đừng hiểu khổ lắm bác sĩ. Thưa quý vị, tôi xin nói đùa thôi. Tôi nghĩ chị Thanh Nhã có phần nói cũng rất là chính xác. Là chúng tôi đàn ông thì gọi là ít bệnh, nhưng thật ra cũng bệnh nhiều. Nhưng không đi khám bác sĩ. Đúng, cũng là một cái tật của người đàn ông, lo chuyện bề ngoài, mình không lo đến chính bản thân mình. Phụ nữ thì họ có những cái rắc rối tự nhiên từ cái sự sức khỏe của họ, nó cũng mong manh hơn là người đàn ông. Tuy nhiên vì họ được chăm sóc rất là kỹ, và tôi nói thật thì là bác sĩ sản phụ khoa thì tôi thấy người phụ nữ đi khám đều hơn là người đàn ông mỗi năm. Và vì đó, nếu mà nhìn theo xác suất đó quý vị, tôi xin đùa với chị Thanh Nhã là chúng tôi đàn ông chết sớm hơn đàn bà chị ạ. Nếu mà chị ra, tưởng thường chị ra những cái chợ, hoặc là ngay cả đi đến chùa hoặc là đến nhà thờ, thì quý vị thấy đến cái tuổi 90 thì nhiều đàn bà sống sót hơn đàn ông quý vị. Thành ra để trở lại chương trình thì nói chung thì thưa quý vị, tôi khi còn đi học trường y khoa thì có một ông thầy, ông nói một câu rất là chính xác và tôi luôn luôn giữ làm cái nam châm để mà chỉ cho mình khi mình hành nghề thì mình phải có những cái suy nghĩ như thế nào. Thì thời của chúng tôi còn đi học đó thì cái y khoa mà phòng ngừa đó chị, nó rất là yếu chị ạ. Thường thường chúng ta đi học thì được hiểu nhiều về bệnh tật nhiều hơn là y khoa phòng ngừa. Và tôi khi còn đang đi học ạ, thì đi học ở Gia Na Đại chị. Thì khi học ở Gia Na Đại thì là một cái chương trình y khoa nó cũng tương đối, nó rất là tốt và mọi người đều có bảo hiểm cả.
Thành ra cái y khoa phòng ngừa nó cũng khá tiến bộ. Nếu chúng ta so sánh với là y khoa bên Gia Lai và y khoa bên Hoa Kỳ, thì cái đặc điểm là y khoa bên Hoa Kỳ bây giờ chúng ta mới nói nhiều về y khoa phòng ngừa từ khoảng độ 10-15 năm nay thôi. Tôi nghĩ là cái đó là một cái bước tiến và cái hướng đi rất là tốt. Và chúng tôi, tất cả những người bác sĩ hành nghề hiện nay đều nên chú tâm về cái y khoa phòng ngừa, tại vì y khoa phòng ngừa đó nó đỡ tốn kém hơn nhiều cho người bệnh nhân cũng như cho chính phủ. Và đối với người bệnh nhân thì lại đưa đến một cái sức khỏe tốt hơn nhiều. Tại vì tất cả những cái bệnh tật nếu chúng ta biết sớm thì phòng ngừa nó và chữa bệnh nó cũng dễ dàng hơn. Một cái thí dụ mà tôi hiện nay tôi cũng đang nhức đầu khi gặp các bệnh nhân là chích ngừa phòng cảm cúm. Tuy rằng chúng ta đã quảng bá rất nhiều về cái sự lợi hại của phòng ngừa cảm cúm, nhưng số rất lớn người lớn, chính ra là người lớn chị, không quan tâm đến cái đó và có vẻ như sợ cái chích ngừa cảm cúm, và có thể đi đến cái kết luận là ô chích cảm cúm cũng vẫn cúm như thường. Tôi hôm bữa tôi đang ngồi, tôi đi mua một ổ bánh mì vì bận quá thì ăn cho lẹ, thì mua ổ bánh mì xong ngồi ở phía ngoài của cái cửa tiệm đó, ngồi một cái bàn để ăn, thì nghe thấy có hai người đàn ông ngồi bên cạnh bàn về cái chuyện cảm cúm hiện nay. Tin tức cho thấy rất nhiều, một số năm nay một số khá chết vì bệnh cảm cúm. Thì thấy hai người đó bàn bạc về có chích ngừa cũng vẫn bị bệnh. Và thứ hai nữa, nhiều khi chích xong còn bệnh cảm cúm còn nặng hơn. Và tôi cũng nhập chuyện, tôi nói giải thích sơ về cái chích ngừa nó là cái gì và tại sao chúng ta nên chích ngừa. Tôi nói hơi dài dòng cái đó để mà đưa đến một cái chích ngừa mà chúng ta bắt đầu khoảng từ 5-6 năm nay cho các em trong những lứa tuổi rất còn trẻ, 7-8 tuổi đến 11 tuổi. Các bác sĩ về nhi khoa bắt đầu cái chương trình chích ngừa để chống ung thư của cổ tử cung một cách lan rộng. Và cái chích ngừa này đã ngăn cản cái bệnh mà nó gọi do con vi khuẩn tên là HPV, Human Papilloma Virus. Thì cái Human Papilloma Virus này là một con vi trùng, nó được truyền nhiễm qua phần lớn qua đường tình dục. Và từ đó nó đưa đến tiền ung thư, rồi ung thư cổ tử cung. Những cái bàn khảo cứu cho thấy rằng nếu mà chúng ta thấy một người mà có bệnh viêm hay là bị một cái thử nghiệm pap smear, tức là chính là Papa Nicolaou, một ông đã sáng chế ra cái test này cách đây độ 40 năm. Thì qua cái test này quý vị có thể coi như là biết được là cái cổ tử cung, tế bào cổ tử cung có bình thường hay bất bình thường, và từ đó có thể được khám một cách sâu rộng hơn để xem quý vị có bị ung thư hay tiền ung thư của cổ tử cung. Thì những cái trường hợp mà tiền ung thư nặng hoặc là ung thư cổ tử cung, bao giờ chúng ta cũng thấy coi như là phần rất là lớn, chúng ta cũng thấy có sự hiện diện của cái con vi khuẩn này. Và từ khoảng gần 6-7 năm nay đó chị, thì chính phủ Mỹ đã đưa ra cái lời khuyên là tất cả các em, trai cũng như gái, vào những cái độ tuổi 6-7 tuổi đến 8 tuổi đều nên bắt đầu chích cái chích ngừa con vi khuẩn này. Vì chúng ta biết rằng khi mà chích ngừa thì các em khi lớn lên có giao hợp chăng nữa và gặp cái con vi khuẩn này, có nhiều khả năng các em chống được những cái bệnh tiền ung thư hoặc là ung thư cổ tử cung trong tương lai. Vậy nói chung là về căn bệnh mà ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì mình đã có thuốc ngừa rồi bác sĩ. Kính mời quý vị theo dõi chương trình và vẫn tiếp tục giữ làn sóng, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.